Mua nít liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming cùng Toại Tinh Tế. Vâng, như vậy hôm nay sẽ là số tiếp theo của series Hỏi Đáp Gaming. Toại thì vẫn sẽ ngồi đây cùng với anh em, chúng ta sẽ cùng trả lời tất cả những hỏi liên quan đến game mobile, game PC, game console, mọi loại game trên đời. Và không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp tiếp theo ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là của bạn VNLOL, bạn hỏi khi nào thì PUBG Mobile Live cập nhật góc nhìn thứ nhất vậy? Rồi, rất là nhiều bạn cứ đòi hỏi là phải cập nhật tính năng này, tính năng kia đúng không? Tại sao lại chưa cập nhật, khi nào cập nhật rồi? Thì PUBG Mobile Live là gì? Nó là phiên bản rút gọn của PUBG Mobile. PUBG Mobile là phiên bản rút gọn của PUBG PC, tức là bạn phải hiểu là tới một tựa game khoảng tầm 30 mấy GB, rút xuống còn 3 GB, rồi từ cái game 3 GB là PUBG Mobile rút xuống PUBG Mobile Live nó khoảng tầm mấy trăm MB đến 1 GB thôi. Có mỗi 1 GB mà anh em đòi hỏi phải có cái này này, phải có cái kia này, phải có cái nọ này, cái gì cũng muốn có thì làm sao? Khi mà cám đất thì gì? Tức là cái dung lượng nó sẽ càng tăng lên và khi đó nó sẽ không còn phù hợp với những chiếc máy yếu nữa. PUBG Mobile Live khi mà họ làm ra là mục đích ban đầu là phục vụ cho những chiếc smartphone yếu có cấu hình thấp. Vì vậy khi cập nhật càng nhiều tính năng, càng nhiều item, càng nhiều phụ kiện, càng nhiều cái event thì khi đó cái dung lượng nó sẽ nặng lên và nó không còn phù hợp với những chiếc máy yếu nữa. Thế nên anh em đừng có đòi hỏi nhiều nhá. Đã cái phiên bản rút gọn hết cỡ rồi, đã 1 GB rồi thì chúng ta cho gì thì xài đấy thôi, chứ đừng có đòi hỏi quá đúng không? Người ta gọi là tiền ít thì đừng có hít cái gì đấy quá thơm nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi rất hay của bạn Thiên Ngọc, bạn gọi là phần mềm tăng tốc game, có nói là ép xung nhịp lên hết cỡ, các nhân chạy không ngừng nghỉ, điều này có thật không? Mong anh trả lời. Rồi, mình nhắc lại này, không có bất kỳ một phần mềm từ bên thứ ba nào có thể thay đổi được thông số phần cứng trên smartphone, các bạn lưu ý nhé. Tức là sao? Những phần mềm tăng tốc game này, thực ra mình nói thật này, với cái trải nghiệm của cá nhân mình nhá, thì những phần mềm tăng tốc game này nó không quá là bổ trợ nhiều cho cái việc là các bạn tăng tốc lên đâu. Nó chỉ hơi có một chút xíu tính năng thôi nhá. Với những cái phần mềm như là Turbo Boss hay là Game Turbo được cài được sẵn trong máy thì nó có thể là tốt hơn thật. Còn những cái phần mềm từ những ứng dụng từ bên thứ ba cài vào thì nó không ăn thua gì cả. Bạn muốn ép xung, bạn muốn CPU chạy không ngừng nghỉ, bạn muốn tăng hết cỡ xung nhịp, tăng hết hiệu suất thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là rốt máy. Rốt máy là gì? Tức là chúng ta cài một cái bản ROM hack vào, được chưa? Gọi là ROM hack chưa? Và chúng ta vào trong đấy thay đổi những cái thông số kỹ thuật, ví dụ cái con chip đấy nhà sản xuất cho phép nó là chạy 2GHz thì bạn có thể thay đổi cái thông số đấy chạy lên 2.2, 2.3, 2.5GB. Tức là phải rốt máy thì mới thay đổi được những cái thông số này. Còn cài bất kỳ cái phần mềm tăng tốc game nào vào thì cũng không ăn thua gì đâu, chỉ thêm nặng máy mà thôi. Chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ 3 trong số đáp ngày hôm nay là của bạn Nhất Thành Đỗ, bạn gọi là Trái Anh Toại. Thứ nhất, ai là nhà phát hành của Call of Duty Mobile vậy? Và thứ hai là khi nào thì Call of Duty Mobile về Việt Nam vậy? Rồi, rất ngắn gọn đơn giản đúng không? Mình thích những bạn như này. Thứ nhất, ai là nhà phát hành của Call of Duty Mobile? Hiện tại chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào là sẽ có một nhà phát hành tại Việt Nam như là VTC Garena hay là Vinagame phát hành, nhưng khả năng khá cao, mình thấy là khả năng rất cao, tại vì trên một số diễn đàn cũng như là những cái thông tin tiết lộ thì rất có khả năng là Garena sẽ là nhà phát hành của Call of Duty Mobile. Và khi nào thì về Việt Nam? Cái việc về Việt Nam hay không ấy, nó trải qua một cái quá trình là, ví dụ Garena họ phải mua lại đúng không, chuyển hóa nó thành tiếng Việt rồi đưa ra những cái event bằng tiếng Việt đúng không, tạo ra một cái cộng đồng người chơi tại Việt Nam, tức là phải có một quá trình chuẩn bị trước thì khi đó mới được đưa về, chứ không đơn giản là chỉ cần mua xong là đưa về ngay lập tức được, sẽ mất quãng thời gian lên tới vài tháng khi đó mới có phiên bản tại Việt Nam. Thế ra nếu mà Call of Duty về Việt Nam thì mình nghĩ là phải đầu năm 2020 thì mới về đến nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa là câu hỏi của bạn Crab After Gamer, bạn gọi là chúc em một ngày tốt lành. Cho em hỏi là CSGO khi nào ra mobile có đồ họa đẹp như trên PC hay không? Và khi ra sẽ nặng bao nhiêu? Và khi nào thì ra trên mobile? Rồi, tóm lại thì CSGO đúng không? Theo cá nhân mình nghĩ thì nó sẽ không ra mắt phiên bản mobile trong thời gian gần đâu. Và theo như thông báo chính thức như nhà phát hành game này thì họ cũng sẽ không có ý định ra mắt phiên bản mobile trong khoảng tầm 1 năm tới. Bởi vì sao? CSGO không phải là một tựa game nhẹ, nó là tựa game nặng đến rất nặng trên PC. Và cái gameplay, cái lối chơi đồ họa của nó rất đặc biệt, rất hay. Không phải ngẫu nhiên mà Call of Duty Mobile CSGO thì ra mắt từ năm 2013 đúng không? Đến hiện tại là khoảng tầm 6 năm rồi, nhưng nó vẫn là tựa game mà có cái số lượng người stream cao nhất và có số lượng người xem cao nhất. Đó, đồ họa đẹp đúng không? Gameplay hấp dẫn tuyệt vời. Và để chuyển hóa từ một cái tựa game mấy chục GB đó xuống mobile nó không phải là điều đơn giản dễ làm đâu. Nhà phát hành game, nhà sản xuất game họ phải mất khoảng tầm hàng năm trời để chuyển hóa, tức là vài tháng thì không để làm được đâu. Một đến vài năm thì mới đưa được hết tất cả những cái đó xuống mobile. Và như vậy, cái việc mà CSGO Counter-Strike Global Offensive nó đưa xuống phiên bản mobile trong tương lai gần sẽ không có. Tức là các bạn khoan chờ để đã. Nếu có, tôi sẽ update những cái thông tin mới nhất, nhưng mà tạm thời sẽ chưa có.
Và bạn hỏi nặng bao nhiêu thì bây giờ mình cũng chưa biết là nó sẽ nặng bao nhiêu cả, đúng không? Bản PC thì mấy chục GB, bản mobile thì kiểu gì nó cũng sẽ tối ưu khoảng tầm là 1 đến 2 đến 3 GB thôi, tầm đấy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa, cũng là câu hỏi rất hay của bạn Lệ Hằng, rất là nhiều bạn quan tâm câu hỏi này này. Anh ơi, tại sao lại game là Cyber Hunter lại biến mất trên CF Play vậy mà còn trên iPhone mong được lên sóng rồi, đúng không? Cái việc mà có rất là nhiều tựa game bất ngờ bị biến mất trên cái Google Play, trên cái chợ CF Play, đúng không? Nó liên quan đến 3 vấn đề mình đã giải thích trong một cái video cụ thể rồi. Thứ nhất, đó là liên quan đến cái việc là hack cheat nhiều. Thì cái tựa game này có hack nhưng mình không biết là hack nhiều hay không, thì đó mình không biết là phải vấn đề đó hay không. Thứ hai nữa, đó là sụt giảm người chơi và nhà phát hành không thể quản lý được. Tức là sụt giảm người chơi thì sao? Nó ảnh hưởng đến doanh thu. Và cái lý do thứ ba, nó là lý do liên quan đến gọi là các vấn đề pháp lý. Các vấn đề pháp lý này nó có rất là nhiều cái, nhưng mà hiện tại các bạn biết ở Việt Nam có một cái luật gọi là luật an ninh mạng, đúng không? Tức là yêu cầu những cái công ty mà thu thập cái thông tin của người dùng trên 10.000 người dùng thường niên tại Việt Nam trong một quãng thời gian thì họ bắt buộc phải đặt trụ sở tại Việt Nam. Tức là những cái nhà phát hành game lớn này, đúng không, hay những cái trang mạng xã hội lớn của nước ngoài thì họ phải có trụ sở đấy. Thì cái việc Cyber Hunter này nó bị rút khỏi CF Play theo thông báo là họ bị gọi là ngừng cung cấp giấy phép đó, tức là họ không được cung cấp cái giấy phép hoạt động. Còn lại cái giấy phép đấy nó như nào thì mình không có biết rõ được. Tại vì sao? Đấy là cái vấn đề liên quan đến pháp luật rồi, chúng ta không thể nhúng tay vào được, đúng không? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa, cũng là câu hỏi của bạn Phát Đạt, Phát Phạm. Bạn hỏi là trái toại cho tôi hỏi là giữa PUBG Mobile và PUBG Lite thì bạn nào nặng hơn? Chuẩn bị về Việt Nam là do Garena phát hành, thì đối với một game thủ như tôi thì một CPU tầm nhẹ nên chơi con nào? Chào thần ái và quyết thắng. Rồi ok, PUBG Mobile và PUBG Lite, đúng không? Rồi, rất là nhiều bạn quan tâm thì PUBG Lite nó là phiên bản rút gọn của PUBG PC. Mặc dù nó là phiên bản rút gọn của PUBG PC nhưng nó lại không phải là lấy từ PUBG PC mà giảm xuống, mà nó lại là một phiên bản đặc biệt khi mà nó lấy chính từ cái phiên bản PUBG Mobile và nó phát triển lên. Đó, PUBG Lite là lấy từ đồ họa của PUBG Mobile và phát triển lên, các bạn lưu ý nhé. Phiên bản này nó sẽ nặng khoảng tầm 4GB, hơn 4GB một chút, còn với PUBG Mobile khoảng tầm 2GB mấy 3GB, tức là PUBG Lite nó vẫn nặng hơn PUBG Mobile. Và nếu một cái CPU tầm nhẹ thì nên chơi game nào? Mình nghĩ là nên chơi PUBG Mobile nó sẽ tốt hơn nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi rất hay của bạn Huy Nguyễn. Bạn hỏi là anh ơi, Liên Quân MOBA chừng nào thì update cờ nhân phẩm? Mong được trả lời. Đây, hiện tại thì cái cờ nhân phẩm, đúng không, chúng ta vẫn gọi là Auto Chess đang rất là thịnh hành. Và theo thông báo chính thức thì hiện tại cái phiên bản nội địa tại thị trường Trung Quốc của Liên Quân MOBA, nó là phiên bản có tên đó là Vương Giả Vinh Diệu, được chưa? King of Glory ở tại thị trường Trung Quốc ấy, thì nó đã bắt đầu là cập nhật cái cờ nhân phẩm, cái chế độ Auto Chess này trên cái server test rồi. Và khả năng rất cao là cái phiên bản gốc của Liên Quân MOBA là King of Glory, cái Vương Giả Vinh Diệu đấy được cập nhật. Thì tương lai khả năng khá cao là Liên Quân MOBA cũng sẽ được cập nhật, nhưng mà là tương lai thôi, còn khi nào thì tôi chưa biết nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Tường Vĩ Kỳ. Bạn gọi là cho mình hỏi Asphalt 8 có kết là ban IP thiết bị di động để đối phó với hack. Mình thấy cái này khá hay, không biết là PUBG Mobile sau này có kết trừng trị hack như vậy không? Mong được lên sóng. Đúng là Asphalt 8 nó có kết ban rất là hay, là ban IP thiết bị. Tức là khi các bạn chơi điện thoại này, laptop này, tablet, thì cái main, các bạn lưu ý là cái main trong này nhá, nó sẽ có cái địa chỉ IP MAC. Và khi mà người ta ban là ban cái địa chỉ IP đó, tức là sao? Cái máy này bị ban rồi thì các bạn cài game vào cũng sẽ không đăng nhập được. Coi như là cái máy này cả đời sẽ không bao giờ đăng nhập và chơi được cái tựa game đó trên cái máy này nữa. Ví dụ như là như vậy. Thì Asphalt 8 là một tựa game của Gameloft, họ rất mạnh tay vào cái tựa game này. Còn với Tencent thì nó lại làm câu chuyện khác. Tức là sao? Khi mà ban một cái thiết bị như vậy, họ sẽ mất là gì? Cái máy đấy cả đời sẽ không bao giờ chơi cài được game. Nghĩa là họ sẽ mất một cộng đồng khá là lớn người chơi, đúng không? Và khi bị mất người chơi thì sao? Họ bị sụt giảm doanh thu. Đấy, nó lại liên quan đến các vấn đề là việc ban người chơi, đúng không? Thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề là doanh thu và cái cộng đồng người chơi. Thành ra mình nghĩ là PUBG Mobile sẽ không thực hiện cái chính sách này. Bởi vì sao? Họ sẽ mất một cộng đồng người chơi rất lớn. Tại vì sao? Cái số lượng cái thiết bị trên di động hiện tại thị trường nó chơi PUBG Mobile rất là nhiều, và chỉ cần ban hết một đống cái thiết bị đấy thì rõ ràng rất 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 nhiều người chơi sẽ không chơi được trên cái máy đó, và họ sẽ mất một nguồn doanh thu rất là lớn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa, là câu hỏi của bạn Sùng A Chứ. Bạn hỏi là anh Toại, cho em hỏi là tại sao các bên thứ ba lại có thể tạo được phần mềm hack cheat, và tại sao có thể can thiệp được vào tất cả chi tiết trong PUBG một lần lên sóng? Rồi, tại sao những cái thằng hack nó lại có thể là tạo ra được bản hack, đúng không? Thì các bạn phải hiểu này, một tựa game được lập trình ra là nó sẽ dựa trên một cái phần mềm đồ họa để lập trình game, đúng không? Và trong đấy nó sẽ mã hóa ra từng cái dòng code. Mình ví dụ nhá, với PUBG chẳng hạn, thì mình ví dụ nó có 10 dòng code chẳng hạn. Ở cái dòng code thứ hai ghi là cái tốc độ di chuyển người chơi là 5 km/h, đó là mình ví dụ vậy. Thì cái thằng hack này là sao? Nó
tìm được cái lỗi trong hệ thống này và nó truy cập được vào cái hệ thống này được chưa? Nó thay đổi, nó viết thêm một cái dòng code, nó chèn vào cái dòng thứ hai đấy. Nó chèn vào, nó cho phép là người chơi di chuyển tốc độ 100 km/h, ví dụ vậy. Thì thành ra khi đó các bạn vào chơi sẽ thấy là nó hack chạy nhân đúng không? Tại sao trong game những thằng khác chạy bình thường mà nó hack chạy nhân chỉ là như vậy? Tức là nó tìm ra cái lỗi hệ thống và nó truy cập được vào đó, viết lại một cái dòng code khác, thay đổi những cái thông số kỹ thuật trong cái tựa game. Từ đó khi các bạn chơi thì các bạn sẽ thấy là nó mất cân bằng, không giống như là những người chơi chơi đúng cái bản là không hack đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa của bạn Đăng Khoa Nguyễn. Bạn hỏi là trái điện thoại cho em hỏi là liệu trong tương lai thì Call of Duty Mobile có ra mắt phiên bản live dành cho máy yếu hay không? Mong anh trả lời. Cái việc mà một tựa game nó có ra mắt cái phiên bản live hay không ấy, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Tức là sao? Cái cộng đồng người chơi mà họ xem là không chơi được cái tựa game này, tức là ví dụ những cái máy yếu mà không chơi được Call of Duty Mobile, thì họ phải xem là cái cộng đồng người này nó có lớn hay không, có nhiều hay không, và nó có ảnh hưởng nhiều đến cái phần dân thu hay không, và liệu trong tương lai khi mà Call of Duty Mobile nó cập nhật thì nó sẽ nặng bao nhiêu. Ví dụ nếu nó nặng quá tầm 3-4GB, quá là nặng đi, thì những con máy tầm trung và yếu không chơi được, thì khi đó có khả năng họ mới nghĩ đến chuyện là ra mắt phiên bản live. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Call of Duty Mobile nó vẫn chơi được, chơi mượt trên những chiếc smartphone tầm trung, thậm chí là một số chiếc smartphone giá rẻ, anh em vẫn chơi được là Call of Duty Mobile ở cái đồ họa là thấp như vậy. Đó, tức là họ phải định hình xem là liệu trong tương lai cái phiên bản này nó có quá nặng hay không, chừng nào quá nặng thì mới có phiên bản live nhé. Còn lại ví dụ với Lego Mobile đi, nó không quá nặng thì chả có lý do gì mà để người ta phải ra mắt một phiên bản live cả, đúng không? Và câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi cuối cùng trong số đáp ngày hôm nay, là câu hỏi của bạn Nguyễn. Bạn hỏi là anh Toại, tại sao là Crossfire Legend Mobile iOS không được cập nhật vậy mà Android được cập nhật ạ? Một lên sóng. Cái việc mà một cái tựa game được cập nhật trên một cái hệ điều hành này mà lại không được cập nhật trên cái hệ điều hành kia, nó liên quan đến cái phần đó là phần cái thời gian kiểm duyệt cũng như là cái quy trình kiểm duyệt có nghiêm ngặt hay không của mỗi hệ điều hành. Các bạn thấy là với Android ấy, thì cái việc cập nhật đúng không? Với cái việc mà các bạn làm ra một cái ứng dụng, các bạn đưa lên đó nó rất là dễ dàng. Tại vì sao? Cái quy trình kiểm duyệt nó khá là đơn giản, và trên đó nó chính vì vậy nó tạo ra một cái lỗ hổng là nó có rất là nhiều cái ứng dụng rác, đúng không? Còn với iOS thì sao? Có thể các bạn thấy nó cập nhật lâu, cập nhật sau đúng không? Hoặc là các bạn viết một phần mềm nào đấy được duyệt để được đưa lên iOS thì rất là khó khăn. Nhưng chính vì cái quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt đấy, thành ra trên cái App Store ấy, của iOS nó rất là ít những cái ứng dụng rác, và gần như những cái ứng dụng đấy đều trải qua những cái quy trình kiểm duyệt rất là chặt chẽ. Và cái việc mà cái bản cập nhật như vậy, nó muốn được cập nhật thì họ phải đưa lên cho hai hệ điều hành đó. Có thể là Android của Google họ duyệt nhanh hơn, còn với iOS thì Apple họ duyệt chậm hơn, thì như vậy là sẽ cập nhật sau thôi, rất đơn giản nhá. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số đáp tiếp theo ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến game mobile, game PC, game console, các bạn đừng quên là đặt câu hỏi bên dưới mỗi video nhé. Tôi sẽ là người cố gắng tổng hợp lại và tiếp tục trả lời cho anh em trong các số đáp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.